17. Phẩm thí dụ, bấy giờ cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu vì việc trọng đại nên xuất hiện ở thế gian, vì việc không thể nghĩ bàn nên xuất hiện ở thế gian, vì việc không thể cân lường nên xuất hiện ở thế gian, vì việc không số lượng nên xuất hiện ở thế gian, vì việc không gì sánh bằng nên xuất hiện ở thế gian. Phật dạy: Thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu hay thành tựu sáu pháp Ba La Mật Đa, thường thành tựu pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, thường thành tựu chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, thường thành tựu thánh đế khổ tập diệt đạo, thường thành tựu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, thường thành tựu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, thường thành tựu tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, thường thành tựu pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, thường thành tựu tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, thường thành tựu cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, thường thành tựu tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, thường thành tựu năm loại mắt, sáu phép thần thông, thường thành tựu mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, thường thành tựu đại từ đại bi đại hỷ đại xả, thường thành tựu 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp, thường thành tựu pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, thường thành tựu quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, thường thành tựu tất cả hạnh đại bồ tát, quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, thường thành tựu trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Thiện hiện nên biết, như vị đại vương đã được quán đỉnh thuộc dòng sát đế lợi, có oai đức tự tại, chinh phục tất cả, rồi giao phó việc nước cho các đại thần, khoanh tay ngồi nghĩ, an ổn hưởng lạc. Như Lai cũng vậy, là đấng đại pháp vương oai đức tự tại, chinh phục tất cả. Ngài đem pháp thanh văn, hoặc pháp độc giác, hoặc pháp Bồ Tát, hoặc pháp Như Lai giao phó tất cả cho Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, đủ khả năng thành tựu tất cả sự nghiệp. Thế nên thiện hiện Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu vì việc trọng đại nên xuất hiện ở thế gian, nói rộng cho đến vì việc không gì sánh bằng nên xuất hiện ở thế gian. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không chấp không thủ đối với sắc nên xuất hiện ở thế gian để thành tựu mọi việc, không chấp không thủ đối với thọ tưởng hành thức nên xuất hiện ở thế gian để thành tựu mọi việc, nói rộng cho đến không chấp không thủ đối với trí nhất thiết nên xuất hiện ở thế gian để thành tựu mọi việc, không chấp không thủ đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng nên xuất hiện ở thế gian để thành tựu mọi việc, không chấp không thủ đối với quả dự lưu nên xuất hiện ở thế gian để thành tựu mọi việc, nói rộng cho đến không chấp không thủ đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật nên xuất hiện ở thế gian để thành tựu mọi việc. Cụ thọ thiện hiện liền bạch Phật: Vì sao Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này không chấp thủ sắc cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật nên xuất hiện ở thế gian để thành tựu mọi việc? Phật dạy: Thiện hiện, ý ông thế nào? Theo ông thấy, sắc cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thể chấp thủ không? Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không. Phật dạy: Thiện hiện, lành thay, ta cũng không thấy sắc cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật để chấp thủ. Do không thấy nên không thủ, do không thủ nên không chấp. Do nhân duyên này nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không chấp không thủ sắc cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Thiện hiện nên biết, ta cũng không thấy Phật tánh, Như Lai tánh, tự nhiên giác tánh, trí nhất thiết tánh của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác có thể chấp thủ. Do không thấy nên không thủ, do không thủ nên không chấp. Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu cũng lại như vậy, chẳng thấy có Phật tánh, Như Lai tánh, tự nhiên giác tánh, trí nhất thiết tánh của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác để chấp thủ. Do nhân duyên chẳng chấp thủ này nên thiện hiện các đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không chấp thủ sắc thọ tưởng hành thức, nói rộng cho đến Phật tánh, Như Lai tánh, tự nhiên giác tánh, trí nhất thiết tánh của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác. Bấy giờ các thiên tử ở cõi dục, cõi sắc đồng bạch Phật: Bát Nhã Ba La Mật Đa này rất là thậm thâm, khó thấy, khó hiểu, không thể suy nghĩ, vượt khỏi cảnh giới suy nghĩ, bậc tịch tĩnh, bậc vi diệu, bậc biết đúng, bậc sâu xa, bậc cực kỳ thông minh trí tuệ,
mới có thể hiểu nổi những hữu tình nào tiên hiểu sâu xa đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này. Phải biết kẻ ấy đã từng cúng dường hàng trăm ngàn chư Phật trong quá khứ, ở chỗ chư Phật phát thệ nguyện rộng lớn, gieo trồng nhiều căn lành, thân cận bạn lành, đã được vô lượng bạn lành hộ trì mới có thể tin hiểu Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy.